xin chào các bạn đến với kênh của cô Dung Vlog. Bây giờ là đồng hồ đã điểm 10 giờ 55 phút. Chính xác là 22 giờ 55 phút rồi các bạn ơi. Bữa nay mình thức khuya làm một cái việc rất là quan trọng các bạn. Các bạn biết đó là việc gì không? Một chút xíu mình sẽ bật mí cho bạn. Các bạn ơi, bí mật mà mình muốn bật mí cho các bạn đó là đây. Một nồi thịt kho đang kho trên bếp lửa. Mình mới cho miếng gáo dừa vô các bạn. Nó cháy quá trời lớn luôn nè. Đó, 11 giờ đêm rồi, tại bữa nay mình kho hơi trễ nha các bạn. Đèn đường quá trời sáng luôn, nhà mình để đèn đường nguyên đêm luôn. Để có ai mà ban đêm người ta có việc người ta đi ngang á thì cho người ta được sáng nha các bạn. Rồi giờ mình quay cận cảnh cho bạn xem ha. Bữa nay mình lại tiếp tục làm một nồi thịt kho rượu. Bữa nay có hột vịt luôn, mua được hột vịt. Nhà mình được cấp cái phiếu đi chợ là thứ tư với thứ bảy, cho nên sáng nay mình tranh thủ mình đi chợ. Chứ từ bữa giãn cách đợt một tới giờ mình cũng ít đi chợ lắm bạn. Đa số là mua đồ ăn để trong tủ lạnh. Rồi có mua rau gì đó thì nhỏ em dâu nó nhờ người ta mua giùm rồi đem lại nhà. Để ngoài cổng đó mình ra lấy. Bữa nay làm nồi thịt kho để tiếp tế cho anh xã đang làm nhiệm vụ. Đi từ bữa đó tới giờ hai mươi mấy ngày các bạn. Từ bữa 14 tây tới giờ đó. Hôm nay đã là 4 tây tháng 8 rồi. Đi từ 14 tây tháng 7 tới giờ. Trực tập trung không có về nhà. Thịt kho này ngày mai mình ra ngoài vườn mình hái mớ rau diếp cá gửi vô cho máy ăn ở trong trạm ăn, chấm với thịt kho chấm rau diếp cá ăn là bá cháy luôn các bạn. Đêm rất là yên tĩnh, chim nó cũng muốn ngủ rồi các bạn. Màn đêm bao trùm. Mình thấy nó giống như đêm giao thừa vậy các bạn. Nhưng mà đêm giao thừa này nó rất là đặc biệt. Không có nhà nào thức tới giờ này. Rồi mở nhạc xuân. Rồi trang hoàng nhà cửa bông hoa. Mà này nó giống như giao thừa của nhà mình á. Giao thừa lặng lẽ. Giao thừa giãn cách xã hội đợt 2. Nồi thịt kho này cũng được mấy tiếng rồi, hơi đổi màu nhưng mà chưa có hoàn thành các bạn. Mong cho mau hết dịch bệnh đi, không biết chừng nào mới hết. Nhưng mà mình có một cái niềm tin tưởng là nó sẽ mau được đẩy lùi. Chắc các bạn cũng vậy. Việc làm tốt nhất lúc này là mỗi người chúng ta cần phải chăm sóc sức khỏe thật là tốt cho bản thân, cho những người thân yêu. Ai cũng phải có một cái niềm tin, có một cái sự chuẩn bị, những cái phương án tối ưu nhất. Bất cứ những tình huống nào xảy ra, mình cũng có thể ứng phó được nó. Covid thì nó không có chừa ai. Nó không có nghĩ mình là người ở nhà thì mình không bị, nhưng mà mình cứ phải cẩn thận. Nó có thể bay trong không khí, biết đâu có người nào đó bị đi ngang nhà mình thì cũng có thể. Mình cứ phải thực hiện đúng 5K và tăng cường sức đề kháng cho bản thân. Ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, tập thể dục các bạn ơi. Lúc rảnh thì hãy đọc sách, nghe nhạc,
dọn dẹp trang hoàng lại nhà cửa, hoặc là học online tham gia một cái khóa học nào đó để mình cập nhật thêm những kiến thức, để những cái ngày mình giãn cách nó trôi qua thật là nhẹ nhàng và thú vị, ý nghĩa các bạn. Đêm khuya rồi mình có những cái nỗi niềm, nhưng mà cũng rất là cảm thấy may mắn vì còn được bình an, còn được ngồi ở đây, còn được hít bầu không khí trong lành, được kho nồi thịt cho những người thân yêu của mình. Đó là điều hạnh phúc. Không biết các bạn bây giờ chắc cũng đã ngủ rồi, hoặc là có những bạn bây giờ thì còn đang bấm điện thoại cũng không chừng nữa. Một nồi thịt kho chất chứa những cái nỗi niềm, những cái tình thương, những cái sự quan tâm, chăm sóc. Bây giờ mình có thể làm được. Chẳng ai muốn gia đình mỗi người một nơi, nhưng mà vì dịch bệnh thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Từ đây tới chỗ công tác quản xã mình cũng chỉ có mấy cây số thôi, nhưng mà phường 1 có chốt, đầu đường nhà mình cũng có chốt, không thể đi ra đi vô được. Chỉ khi nào mà tới cái phiên đi chợ thì mới có thể gửi tiếp thêm đồ ăn lên trên đó. Ở trong phường 1 cũng bán đồ ăn, nhưng mà lâu lâu có dịp gửi được thì mình cũng làm những cái món mà vô trong đó dễ ăn, dễ đem đi, hoặc là mua một ít rau củ quả gửi vào trong đó cho ông xã cũng như là mấy người đồng nghiệp ở trong đó. Hy vọng là những cái sự quan tâm lúc này nó sẽ là những cái nguồn động lực để các anh yên tâm công tác. Đêm thì cũng khuya rồi, nồi thịt thì chưa xong, bữa nay kho trễ, cho nên mình ngồi đây mình quay cho các bạn xem cái khung cảnh nhà mình vào ban đêm. Đó, ban đêm thằng con trai nó còn ở trong nhà, nó đang coi tivi, mình chưa vô, nó chưa ngủ. Đó, kho thịt ngoài sân, kho than cho nó ngon các bạn. Còn cái công thức ướp rồi cái cách kho cái món thịt công phu của mình thì mình cũng đã chia sẻ ở trong cái video trước rồi. Các bạn nào quan tâm đến mình cũng như là quan tâm đến cái món thịt kho thì các bạn có thể vào trong kênh YouTube của cô Dung Vlog tìm lại. Và các bạn cũng có thể kho một nồi thịt thật là ngon, thật là đậm đà, nghĩa tình để các bạn thưởng thức cũng như là chăm sóc những người thân yêu của mình. Tiếp mục trò chuyện đêm khuya bí mật của mình đến đây mình xin khép lại các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một đêm thật là ngon giấc.